Xin chào tất cả anh em đang trồng nấm và chuẩn bị trồng nấm nha. Đấy, hôm nay cái chậu này dọn được 6-7 ngày các bạn ạ. Hôm nay tiếp tục vào lứa mới. Hai lứa vừa rồi là năng suất không đạt các bạn ạ, không như ý muốn. Đấy, một phần chắc giống má đấy các bạn ạ. Đợt này đổi giống rồi, không có làm cái lống giống đấy nữa, cái giống đấy làm 2 lần này, không hiểu hiệu quả mấy các bạn ạ. Đấy nên chuyển đổi giống thôi, trở về giống cũ thôi, làm giống truyền thống thôi. Đó, đây là mèo thần nông vẫn còn để làm nửa luống này các bạn. Đấy, luống ngoài này là nửa luống thần nông các bạn ạ. Nửa luống thần nông và một nửa luống VTQ. Đấy, hôm nay tiếp tục bô giống và nói chung là làm giống cũng rất là khiêm tốn các bạn nhé. Đó, 32 cục giống cũng chỉ hết tầm chưa đến 2 cục, chưa đến 20 cục giống, chưa đến 20 cục mèo 500 g các bạn ạ. Đấy là mà 32 cục để đợt này 10 11 luống. 11 luống là luống 5 m, là 10 năm 50 là 5 cho 5 50 m các bạn nhé. Đấy. Đây này. Cái nhà là 6 m nhưng mà mình qua để bù lại cho là còn là 5 m đi, cho 5 m tròn đi. Là 60 m chứ các bạn, là 60 m, 60 m mô. 60 m mô dài thế này các bạn ạ. Đấy, 60 m mô. Đó. Bây giờ là hôm nay là làm bắt đầu là hôm nay là đẩy do vào cái mùa này ấy, các bạn ạ. Mùa này là nó gió nhiều và nó lạnh. Đấy, là mình hôm nay đẩy làm xong á. Là mình hôm nay tiếp tục mình đẩy lưới bi lông luôn các bạn nhá. Đẩy bi lông là mình đỡ phải tưới nước. Đấy là mình đẩy bi lông đến 7 ngày sau mình mở ra mình xả tơ thôi. Mình không có tưới nước nữa. Và do bây giờ cái mùa này nó vừa nóng vừa mưa, vừa lạnh vừa mưa nhiều. Là mình không đẩy bi lông ấy. Là mình ngày này tưới cho cái nền xi măng này các bạn này, cái nền này nó đọng nước lại, nó sẽ ướt lên, là nó sẽ ướt quá và sẽ ngấm vào cái rơm và cái nấm nó hay bị vàng chân đấy các bạn, do dư nước ấy bị vàng chân đấy. Nên mình đợt này mình sẽ phủ mi lông sớm, làm xong cây giống mình phủ luôn các bạn nhá. Đấy mình phủ luôn, không có tưới nước hàng ngày nữa đâu, tưới nước hàng ngày không, còn vừa cái đợt mưa thì nhiều đấy, mưa thì nhiều xong là nền xi măng nó không rút được nước ấy các bạn. Nếu nền đất thì nó được, nên xi măng này mưa nhiều không rút được nước, nó ẩm ấy ra cái này. Nhưng cái này ẩm ướt, xong mình ngày ngày tưới các bạn, nó sẽ ướt cái chân này, nó ướt cái chân này lên này, ướt từ cái đoạn này lên này các bạn, ướt lên này. Xong là mai mốt là cái thu lứa hai ấy hay là lứa đầu ấy, mình ướt nhiều quá là cái lớp nấm ra cho chân này nó sẽ bị vàng hết chân này các bạn, vàng chân và nó thối cái đầu chân này. Đấy nên đợt này mình ấy phụ sớm thôi, làm sớm phụ sớm thôi, không có ấy nữa các bạn ạ. Nếu các bạn muốn làm thì như mình nhé, các bạn cứ làm nhá. Đó, còn video cũng ngắn gọn thôi, ba tối thiểu 2-3 phút thôi, để quay sơ sơ. Anh em nào muốn hỏi thêm thì các bạn cứ hỏi. Đấy còn dư đúng một cục này, năm vụ này là dư một em này này. Đấy một làm một em này ra đây xem được bao nhiêu lạng. Đó sơ sơ vậy thôi, bắt đầu mình đẩy thôi, 3 phút cho anh em tham khảo, anh em nào có thì phát trực tiếp anh em vô hỏi nhá. Đấy quay sơ cho các bạn thế thôi. Thôi chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tuần sau nhá. Chúc các bạn ngày mới tốt lành, thành công trong cuộc sống các bạn nhé.